trộm giày của bạn. Con muốn đi chơi cơ, con không muốn về nhà bà đâu. Mẹ hứa hôm nay cho con đi chơi mà. Sáng nay mẹ bận rồi, để chiều nha con. Mẹ đang rất vội, con đừng có lằng nhằng nữa. Thôi, mẹ quên đem mũ bảo hiểm xuống rồi. Mẹ ơi, thế mình lại phải quay lên nhà lấy mũ à? Bây giờ mà chạy lên thì trễ việc của mẹ mất. Ơ, cha mẹ lấy mũ của người ta hả? Thế là lấy trộm phải không ạ? Con nói bé thôi, đây không phải là lấy trộm, mẹ chỉ mượn tạm thôi. Chiều về mẹ sẽ trả lại. Nhưng mẹ đâu có hỏi mượn ai đâu. Thôi nào, mẹ đã nói là mẹ mượn tạm thôi mà. Con có lên nhanh không? Muộn giờ của mẹ rồi. Chơi vậy đủ rồi, về thôi con. Ơ, con vừa chơi mà. Đằng kia có quán kem kìa, nhanh ra đây, mẹ cho đi ăn kem. Vừa như anh, đúng đôi mình thích. Cái này là chỉ mượn tạm thôi mà. Ai lấy mất đôi giày đẹp của con rồi ba ơi? Con xem lại xem có lẫn ở đâu không. Bé bị đi nhầm giày hả anh? Thật là ngại quá. Vì cái này bên em cũng chưa có tủ đựng đồ nên không quản lý được. Đôi giày đó ba vừa mua cho con, con chỉ thích đôi giày đó thôi. Cũng sắp hết giờ chơi rồi, hay là anh đợi một chút, các bé về hết, còn thừa đôi nào thì đi tạm về. Cảm ơn cô, nhưng đó cũng không phải là dép của con gái tôi. Tôi không bao giờ dạy bé chuyện lấy đồ của người khác. Để ba mua cho con đôi giày khác nha. Con thích ăn kem gì nào? Con ăn kem sô-cô-la. À, bạn kia lúc nãy chơi với mình mà. Đúng đôi giày của tớ rồi. Ba ơi, bạn này lấy giày của con. Bông, bước ra đây mẹ xem nào. Con lấy ở khu vui chơi. Đúng rồi, cháu bị mất giày ở khu vui chơi. Cô xem ở góc giày có ghi Hoàng Linh là tên của cháu đó ạ. Ai dạy con thế hả? Không phải của mình mà dám lấy để đi. Con có biết thói đó là xấu lắm không hả? Trả lại cho bạn mau. Mẹ bảo đó không phải là ăn trộm. Con cũng chỉ mượn tạm thôi mà mẹ. Ơ. Thôi chị à, con bé còn nhỏ, nó không hiểu chuyện. Chị cũng đừng mắng cháu nó, tội nghiệp. Vâng, xin lỗi anh. Việc dạy dỗ con cái không dễ chút nào cả. Bậc làm cha mẹ như chúng ta còn phải cố gắng nhiều chị à. Vâng, tôi hiểu. Thôi chào chị. Cháu chào cô, chào bạn nha. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe cho kênh Bắp Bọ nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.